Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài ảo thuật. Nếu bạn là một ảo thuật gia, chúng ta hay diễn về bài. Chúng ta cần có những cái tiết mục mà nhờ khán giả ký tên. Thì chúng ta cần gì ạ? Chắc chắn là cần một cây bút đúng không ạ? Rồi, nếu các bạn đi diễn những cái tiết mục như là cấp bèn bôn hoặc là trong cấp mà chúng ta diễn những cái bài diễn nâng cao, thì các bạn sẽ cần những cái đũa thần như thế này để có thể tạo nên những cái effect nó hay hơn đúng không? Và trong cái clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm kết hợp, một sự kết hợp độc đáo giữa cây đũa thần và chiếc bút. Chà, không làm được giống quảng cáo đâu. Thôi, lấy ra luôn. Đây, nó chính là sản phẩm này. Một cây đũa thần like với cây bút. Thì cây đũa thần này nó có gì và nó đặc biệt như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Trước hết về kích thước đi, thì nó sẽ dài khoảng tầm gần 30cm cho các bạn. Điểm đặc biệt của nó, điểm ăn tiền của nó chính là đến từ cái phần bút. Khi mà chúng ta muốn biểu diễn những cái trò như là các bèn bôn á, thì chúng ta có thể sử dụng nó với vai trò là một chiếc đũa thần, quay rất là đã và nó có một cái độ nặng nhất định, nó có một cái độ đầm tay khiến cho các bạn có thể dùng để tập những cái thao tác quay tay trong nghĩa thật là trong sáng nhất, thành nghĩa đen. Đó. Thao tác quay tay thật là điêu nghệ. Còn nếu như các bạn muốn nhờ khán giả ký tên vào một cái lá bài nhất định thì sao ạ? Chúng ta sẽ có thể mở nó ra như thế này. Đây, nhẹ nhàng thôi. Đó. Chúng ta sẽ có ngay một cái phần đầu bút bi như thế này. Và khán giả có thể ký vào. Đấy. Thì cái đầu bút này á, nó là cái đầu bút A còng, mực A còng. Nên các bạn có thể hoàn toàn mua được ở những cái tiệm tạp hóa, những tiệm văn phòng phẩm. Giá là chỉ vài ngàn thôi. Chúng ta có thể hết rồi thay mực tiếp, khá là tiện lợi. Về cái thân bút thì mình thực sự không rõ đây là gỗ thật hay là nhựa giá gỗ nữa. Tuy nhiên thì những cái vân gỗ cũng như là cái chất liệu này thì mình cảm thấy nó cực kỳ giống gỗ luôn. Và mình nghĩ có thể đây là gỗ, một loại gỗ nào đó. Mình không chắc ha. Ở hai phần đầu này thì chúng ta sẽ có những cái phần cái này là đối trọng được làm từ đồng. Và đây là đồng nguyên chất đấy ạ. Những cái phần đồng như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái lực nhất định khi mà chúng ta quay. Thì để cái việc quay của chúng ta trở nên dễ hơn, cũng như là khi mà chúng ta dùng những cái phần đầu đồng này này gõ vào những cái bộ mà cấp bèn bôn cao cấp ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng vang nghe rất là đã. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu với các bạn về những cái đặc điểm của cái cây đũa thần như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn trong một clip gần nhất. Xin chào.